có rất là nhiều các anh em đã inbox hỏi mình, ví dụ như là cho mình xin giá chai hoa này chẳng hạn. Thì nhân cái video này mình cũng xin nói luôn, đến hiện tại bây giờ là mình không bán nước hoa. Trong tương lai, có thể trong một tương lai gần nào đấy mình sẽ bán nước hoa, nhưng hiện tại bây giờ thì là không, bởi vì là mình rất là bận. Và cái tính của mình thì mình thích đã làm cái gì thì làm, nó phải chuẩn chỉ, chứ không phải là tiền thì ai cũng thích. Thế nhưng mình không thích là vì vài đồng bạc mà vỗ vỗ bằng vàng hoặc một cái gì đó mà cái thứ nhất là làm mất thời gian của các anh em, hoặc là ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người vì một cái sản phẩm kém chất lượng hoặc là như thế nào đó chẳng hạn, thì mình không thích. Do đó thì mình cũng xin nói luôn là hiện tại bây giờ thì mình không bán nước hoa, còn có thể là trong tương lai mình sẽ bán. Ok, trong cái video này mình, các anh em có thể nhìn thấy tiêu đề rồi, đó là về thần kinh học và mùi nước hoa. Tại sao mình làm cái video này thì có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là ví dụ như về vị giác chẳng hạn, đúng không? Con người chúng ta có vị giác, khứu giác, xúc giác, đấy có năm giác quan. Thì ví dụ như về vị giác thì nó, nếu mà về ăn uống chẳng hạn, thì mình nghĩ là các anh em đều có một cái kinh nghiệm, ví dụ về một con ăn nào đó chẳng hạn, là mọi người có thể biết kết hợp với một cái gì đó, một cái vị gì đó để làm chúng ta cảm thấy ăn ngon hơn chẳng hạn. Ví dụ như thịt chó thì phải có mắm tôm đấy. Các cô, các cụ rất hay nói rồi. Hoặc là về thính giác, về nghe chẳng hạn. Thì ví dụ như khi một anh em nghe một cái bản nhạc piano rất lãng mạn, thì mọi người thường thích có một tách cà phê hoặc là một cái ly rượu nhấm nháp để làm tăng cái cảm xúc, cái cảm giác của mình khi nghe cái bản nhạc đấy nó hay hơn. Thế còn về ngửi mùi hương ấy như thế nào? Khi mà chúng ta ngửi một cái mùi hương nào đó chẳng hạn, thì chúng ta lại không hề có một cái khái niệm đó là mũi của chúng ta và não bộ của chúng ta nó sẽ xử lý mùi hương đó như thế nào. Mặc dù đây là lại một điều rất 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 quan trọng, nó ảnh hưởng phải đến 70-80% đến cái cảm nhận của các bạn về mùi hương. Và cái thứ hai là mình cảm thấy đa số các anh em phải nói là một cái số lượng rất là lớn, đó là luôn luôn cố ngửi thấy nốt gì trong cái mùi hương nước hoa. Ví dụ như là top note, middle note, base note chẳng hạn, nó có những cái gì. Thì khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta đi up chẳng hạn, đúng không? Nếu mà mọi người, một ai đó mà có kinh nghiệm tốt hơn chúng ta mà ngửi thấy cái nốt này chẳng hạn, mà chúng ta không ngửi thấy cái nốt đấy chẳng hạn, mọi người thường cảm thấy tự cảm thấy mình có thể là mình kém quá chẳng hạn, và mình kinh nghiệm mình chưa có nhưng mình không ngửi được cái nốt đấy, mà chúng ta lại quên mất một cái điều rất quan trọng, đó là cái cảm nhận của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta về cái mùi hương đó là như thế nào. Đấy mới là cái điều quan trọng. Thế tại sao mình lại nói như thế, thì trong cái video này mình sẽ giải thích cho các anh em về mặt khoa học luôn. Về mặt khứu giác ấy, ở mũi hay là não bộ nó sẽ xử lý cái mùi hương khi chúng ta ngửi nó như thế nào, và nó ảnh hưởng đến như thế nào về những cái thắc mắc của chúng ta về vấn đề liên quan đến nước hoa. Thì mình hy vọng trong cái video này mình sẽ nói một cách ngắn gọn và đầy đủ để các anh em có thể hiểu được vấn đề này. Đó. Trước tiên khi mình giải thích một vài cái vấn đề liên quan đến ngửi mùi nước hoa, thì có hai cái vấn đề mình muốn các anh em hiểu đó. Cái thứ nhất đó là khi mà ngửi mùi thì mũi của chúng ta và não bộ của chúng ta xử lý mùi hương nó như thế nào. Và cái thứ hai đó là một cái thuật ngữ, đó là tiếng Anh của nó là sensory adaptation, có nghĩa là cái sự thích ứng về hệ giác quan. Đầu tiên, để nói một cách ngắn gọn, khi chúng ta ngửi mùi thì mũi và não bộ xử lý mùi hương như thế nào. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, khi chúng ta ngửi bất kỳ một cái mùi hương nào thì các cái phân tử mùi hương ấy nó sẽ bay vào trong, theo không khí bay vào trong cái mũi của chúng ta. Thì khi mà bay vào ấy, các cái phân tử mùi hương của nó sẽ tiếp xúc với lông mao, và những cái lông mao này nó sẽ gắn liền với các cái thụ thể khứu mùi mà dịch sang tiếng Anh đó là olfactory receptor. Và từ đây các cái phân tử mùi ấy nó sẽ được liên kết với các cái neuron thần kinh của chúng ta và chuyển tín hiệu điện, chuyển thành những cái tín hiệu điện để gửi lên để não bộ xử lý. Đó, nó một cách ngắn gọn mà dễ hiểu cho các anh em như thế. Còn nó còn đi qua rất 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 nhiều, nó còn đi qua những cái vài những cái bộ phận khác, nhưng mà chúng ta không cần phải quan tâm nó là cái gì, mà chúng ta chỉ cần hiểu một cách ngắn gọn nó là như thế. Phân tử mùi bay vào mũi và từ đây nó sẽ chuyển thành tín hiệu điện để gửi lên não. Đó, thế thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là mũi của chúng ta nó chỉ có nhiệm vụ đó là hít các cái phân tử mùi khi mà chúng ta ngửi, và nó sẽ chuyển tín hiệu
để não bộ chúng ta xử lý, chứ không mũi không hề có liên quan gì đến cái việc cảm nhận mũi của chúng ta. Cho nên từ xưa đến nay mình thấy rất là nhiều các anh em hay dùng cái thuật ngữ khíu giác ngửi như thế này thì như thế này, thì nó chỉ được khoảng 10-20% là đúng thôi. Còn cái việc ngửi và cảm nhận thì ở đây chứ không phải là ở đây đó. Cái thuật ngữ thứ hai đó là sensory adaptation, đó là cái sự thích ứng của hệ giác quan. Sự thích ứng này để làm gì? Đó là cái thay đổi về mặt sinh học của cơ thể để điều chỉnh những cái độ nhạy cảm khi nhận được những cái tín hiệu kích thích, làm cho nó ít, làm cho nó bị giảm đi, ít bị chú ý hơn. Nói ví dụ ở đây để các anh em hiểu, ví dụ khi mà chúng ta vào vụ khi mà chúng ta nghe về mặt khứu giác chẳng hạn, khi mà chúng ta nghe nhạc to chẳng hạn, lúc đầu tiên chúng ta cảm thấy có thể rất là to, rất là khó chịu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta khoảng 10-20 phút hoặc là 30 phút sau chẳng hạn thì chúng ta sẽ cảm thấy nó lại bình thường. Đó là cái sự thay đổi của cơ thể. Làm về thị giác chẳng hạn, khi mà chúng ta đang ở trong một cái điều kiện bình thường nhưng mà bất ngờ chúng ta nhìn thấy ánh sáng nó chói lòa, nó chiếu vào mắt chẳng hạn, thì ngay lập tức thị giác của chúng ta nó cũng sẽ điều chỉnh. Đó, mất khoảng 1-2 phút chẳng hạn để mà điều chỉnh lại với cường độ ánh sáng đó để mà chúng ta có thể nhìn được. Đó, đấy nó cũng là cái sự điều chỉnh về mặt sinh học. Hoặc là về khứu giác, về mặt khứu giác này thì anh em có thể ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong một cái nhà bếp chẳng hạn, chúng ta nấu nướng thì lúc đầu tiên có thể cái mùi nấu ăn nó rất là nồng, chúng ta có thể ngửi được. Thế nhưng mà chỉ cần anh em 10-15 phút chúng ta cứ ở trong bếp, chúng ta làm được, thì tự nhiên những cái mùi đấy nó sẽ bay đi. Chúng ta cảm thấy như là mùi nó bay đi, nó không còn ở đấy nữa, nhưng mà thực tế mùi nó vẫn còn ở đấy. Những người khác có thể ngửi được nhưng chúng ta không ngửi được. Tại sao thì lát nữa mình sẽ giải thích. Ok, sau khi mà mọi người đã làm quen với hai cái khái niệm vừa xong thì chúng ta sẽ quay lại với chủ đề máu của chúng ta, đó là nước hoa. Mà ở đây chúng ta sẽ có một vài cái câu hỏi mà mọi người mình thấy mọi người hay thắc mắc. Cái thứ nhất đó là tại sao không nên bao giờ thử nhiều mùi trong cùng một lúc, và sau khi xịt khoảng 2-3 tiếng thì có những người lại không ngửi thấy mùi hương gì, trong khi mùi hương đó nó vẫn còn nhưng chúng ta lại không hề ngửi thấy. Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất này thì các anh em phải nên hiểu là trong cái môi trường sống của chúng ta, mỗi một cái vật, một cái cây gì đó, nó đều có một cái mùi, một cái phân tử mùi cố định đi theo của nó. Ví dụ cái tủ gỗ này thì nó có một cái mùi cố định của nó, cái phân tử mùi cố định của nó. Cái mùi hoa hồng thì nó có một cái phân tử mùi của hoa hồng, mùi hoa huệ có một cái phân tử mùi hoa huệ, hoặc cây bàng hoặc là xăng xe chẳng hạn. Đấy, tất cả nó chỉ là một phân tử mùi rất là natural, tự nhiên, mà không có mix bất kỳ một cái gì cả, không có mix bất kỳ một cái gì cả. Thế nhưng ở nước hoa lại là một cái câu chuyện khác. Để tạo nên một cái mùi hương của nước hoa thì các perfumer họ thường tổng hợp rất rất nhiều các nguyên liệu để tạo nên một cái mùi hương chính. Ví dụ như của chai Chanel No. 5 chẳng hạn, cái nhà sáng chế nước hoa đó, ông đã sử dụng đến 80 nguyên liệu để tạo lên. Ông đã sử dụng 80 nguyên liệu trộn lẫn cùng trong 5 nguyên liệu chính đó. Có cái gì thì thôi các anh em cứ tìm hiểu đọc bài, chứ mình chỉ nói thế qua thế thôi. Nói ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta ngửi nhiều mùi hương cùng một lúc thì không phải là chúng ta đang ngửi ví dụ như là 1-2-3 phân tử mùi, mà chúng ta đang ngửi hàng chục, hàng trăm các phân tử mùi trong một làn hương ngửi vào mũi để ngửi tín hiệu lên não. Và khi như thế thì có nghĩa là chúng ta đang để cho khứu giác gửi quá nhiều các cái tín hiệu gửi lên não. Và quay trở lại cái thuật ngữ adaptation, sự thích ứng, khi có quá nhiều sự kích thích gửi lên não thì não sẽ ngay lập tức giảm cái sự kích thích đó lại, bởi vì sẽ như thế, nếu như kéo dài như thế nó sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác, gây cái sự stress hoặc là một cái gì đó gây kích thích quá mạnh đến các bộ phận khác, thì lúc đó não sẽ tự động giảm cái kích thích đó đi. Và đó là tại sao khi mà các anh em ngửi mùi, quá nhiều mùi, khi mà một trong một lần thẩm mùi thì chỉ cần một lúc sau thôi là chúng ta sẽ cảm thấy người không còn chuẩn mùi được nữa. Mùi sẽ khác hẳn với lúc đã ban đầu, bởi vì là chúng ta đang bị kích thích, chúng ta đang để não kích thích quá nhiều, và bắt buộc não sẽ phải giảm cái sự kích thích đấy đi. Do đó khi thẩm mùi thì nên không nên xịt quá nhiều mùi hương.
đó là cái mình muốn gọi là mention đó, notice đối với các anh em. Còn về vấn đề tại sao có những người sau khi xịt khoảng 2 đến 3 tiếng lại không ngửi thấy mùi, thật ra cái vấn đề này nó có liên quan đến rất rất nhiều vấn đề, ví dụ như về tính chất da, về về cái nồng độ hoặc là cái thành phần nguyên liệu trong mùi hương đó. Thế nhưng khi mà các anh em ở trong một cái không gian nó đủ lâu chẳng hạn, khoảng 2 tiếng mà không mọi người không đi đâu ấy, mà chỉ có ở trong đấy thôi, thì sẽ có lúc chúng ta sẽ không cảm thấy mùi hương đấy. Bởi vì sao? Vẫn là cái khái niệm sự thích ứng, sự thích nghi của khứu giác. Cái khứu giác của chúng ta nó không chỉ có mỗi cái trách nhiệm là ngửi mùi hương nước hoa, mà nó có nhiệm vụ của nó là sẽ quét các tất cả các phân tử mùi. Khi một cái phân tử mùi mà nó cảm thấy là không có vấn đề gì thì nó sẽ bỏ qua để nó quét tiếp các cái phân tử mùi khác, và nhiệm vụ của nó là sẽ rà soát hết. Nếu như có một cái phân tử mùi nào đó mà nó lạ và nó cảm thấy là nguy gây nguy hiểm thì nó sẽ gửi tín hiệu nguy hiểm đến báo cho chúng ta. Thì khi mà các anh em ở một cái không gian nó đủ lâu chẳng hạn, thì ngay lập tức cái mùi hương đó, cái não bộ của chúng ta nó sẽ bỏ qua. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta tự nhiên chúng ta không cảm thấy mùi hương. Thế thì để kiểm tra cái ví dụ như cái mùi hương đó nó còn hay không chẳng hạn, bởi vì như mình đã nói, nó còn phụ thuộc vào cái da của các anh em, cái cơ địa của mọi người, hoặc là cái thành phần nguyên liệu của chai nước hoa đó. Bởi vì có những chai nước hoa nó bám rất là kém, nó tỏa rất là kém. Thế nhưng ví dụ như một cái chai nước hoa mà mọi người hay khen là bám lâu chẳng hạn, nhưng mà tại sao ví dụ như các anh em xịt mà cảm thấy một lúc sau là không cảm thấy cái gì chẳng hạn, ở trong một cái không gian nào đó chẳng hạn, thì bây giờ các anh em có hai cách để mọi người có thể kiểm tra chẳng hạn. Đó là ví dụ khi chúng ta đang ở trong phòng chẳng hạn, chúng ta hãy thử đi ra ngoài nhé, và một lát sau quay lại, chỉ mấy phút sau quay lại, thì mùi hương đó ngay lập tức chúng ta sẽ cảm nhận lại. Hoặc là hãy làm một vài động tác tập thể dục chẳng hạn, động tác gym hoặc là tùy chống đẩy thế nào đó, để tăng cái lưu lượng, tốc độ lưu lượng máu lên. Bởi vì theo một cái nghiên cứu là người ta đã phát hiện ra là khi mà chúng ta lưu lượng máu nó nhanh hơn thì cái sự tỏa hương nó sẽ mạnh hơn đó. Lúc đó anh em hoàn toàn có thể kiểm tra được cái vấn đề này.